sự thật bức ảnh cán bộ phương mặc váy đứng trên bè cho dân kéo khi đi thị xác. trong khi đi thị xác tình hình mưa ngập, đoàn cán bộ phương lại mặc váy và đứng trên bè cho dân kéo khiến cộng đồng mạng bất bình. do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên nhiều tỉnh miền trung bị mưa gió suốt mấy ngày qua, nhiều đường phố, nhà dân ngập chìm trong biển nước. Sáng nay ngày 11 tháng 10, một đoàn cán bộ phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, đứng đầu là bí thư phường đã trực tiếp xuống nhà dân để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, mạng xã hội là thấy bất bình với hình ảnh nữ cán bộ phường mặc váy đẹp và thậm chí đứng trên bè để cho người dân kéo khi đi thị xác. Sau 2 giờ chia sẻ, hình ảnh này đã gây chú ý của nhiều người, đa số ý kiến cho rằng việc mặc váy đẹp đi thăm dân ngập nước và bắt người dân kéo bè là không thể chấp nhận được. Các bác khi đi thị xác thì lội luôn xuống nước mà đi để người khác kéo thế này nhìn có phản cảm không? Cái chỗ đứng trên đó chỉ dành cho mấy đứa trẻ con thôi. Để hiểu rõ về hình ảnh trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tâm, bí thư phường Đông Thọ. Theo bà Tâm, sáng nay là ngày doanh nhân Việt Nam nên từ 6 giờ sáng các cán bộ phường đã tập trung đi chúc mừng tuy nhiên khi nghe người dân báo cáo bị ngập nên mọi người không kịp về nhà thay quần áo mà mặc luôn váy đi thị xác tình hình giải thích về hình ảnh đứng trên bè cho người dân kéo bà tâm cho hay đó là đoạn đi vào vùng nước ngập đến ngang bụng ở đường thanh thái một anh cán bộ trong phường thấy chúng tôi mặc váy lại đi vào vùng nước sâu nên bảo đứng lên bè để kéo đi cho tiện chúng tôi cũng chỉ đứng lên đi một đoạn rồi xuống lội bộ từ sáng đến giờ tôi đã thay 3 bộ quần áo rồi, không kịp về nhà, tôi phải đi mượn hàng xóm để mặc. Nói về những lời bình luận không hay trên mạng, bà Tâm cho biết, đây là tình trạng bất khả kháng, chúng tôi làm điều vì dân, chúng tôi mặc đẹp vào karaoke nhà hàng thì mới có lỗi, còn đây là trường hợp gấp gáp, chúng tôi có mặt kịp thời để động viên giúp đỡ bà con, việc chúng tôi làm ở thành phố cũng ghi nhận, mọi người bình luận thế nào chúng tôi cũng chịu, cái tâm của mình với dân thế nào mới quan trọng. Được biết, tại phường Đông Thọ có tới 500 hộ dân bị ngập nước trải rộng trên 4 khu phố, trong đó có 3 khu phố ngập nặng từ 1 giờ sáng nay. Cán bộ phường đã giúp các hộ dân kê thóc gạo, đồ đoàn lên cao và đưa người già, trẻ em di dời về nhà văn hóa trụ sở phường tạm trú. Thời tiết ở địa phương hiện tại mưa nhỏ, nước sông Hạc vẫn đang dâng lên. xa lũ vỡ đê ở Thanh Hóa nhắn chìm hàng trăm hộ dân. Hồ Yên Mỹ xả lũ vỡ đê tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, khiến hơn 500 hộ dân bị ngập trong nước và cô lập với bên ngoài. Tại xã Tường Sơn, Hồ Yên Mỹ xả lũ từ 3 ngày trước, cộng với triều cường dân cao, khiến nhà của hơn 400 hộ dân của thôn Bồng Sơn, các Lễ và thôn Kén đến sáng nay bị ngập tràn trong nước. Nước ngập gây nên cảnh sinh hoạt khó khăn đối với hàng trăm hộ dân ở huyện Nông Cống. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn đã huy động lực lượng xuống các thôn nằm trong vùng bị ngập lụt, đưa người già neo đơn ra khỏi vùng ngập, đồng thời cấp phát mì tôm, lương thực và nước ngọt cho các hộ dân bị cô lập. Tại xã Tế Nông, một đoạn đê bối, đê đắp vòng hai đầu nối với đê chính của sông Hoàng bị vỡ với chiều dài khoảng 5m, khiến nhà của hơn 100 hộ dân thuộc xã này bị ngập trong nước. Ủy ban Nhân dân xã Tế Nông đã huy động hơn 300 người dân cùng lực lượng công an xã, dân quân, đoàn viên, thanh niên phối hợp với 40 cán bộ chiến sĩ công an huyện tăng cường về hiện trường nơi đê bị vỡ để ngăn không cho nước lũ chảy vào làng. Đồng thời lực lượng chức năng và dân địa phương đã đổ hàng trăm mét khối đất cát, đóng hàng trăm chiếc cọc tre xuống đoạn đê vối bị vỡ. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, đoạn đê vỡ đã được gia cố. Trong một diễn biến khác, khoảng 12 giờ trưa, bà Lê Thị Kén, 69 tuổi, trên đường đi thăm con gái đến xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, bị xa xuống miệng hố và bị nước cuốn xuống cống trôi khoảng 300 mét. Hiện thi thể bà Kén đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Vòi rồng đen trì ném xe tải từ trên đường xuống ruộng lúa. Vòi rồng với cột may đen trì xoáy tết đã cuốn theo tất cả những gì trên đường đi ở Thái Bình, nhấc lên không trung rồi thả xuống, trong đó ném văng cả chiếc xe tải từ trên đường xuống ruộng lúa. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 10, một trận lốc xoáy dữ dội bất ngờ quét qua địa bàn, hai xã Nguyên Xã và Trung An thuộc huyện Vũ Thư, Thái Bình gây nhiều thiệt hại. Trận lốc xoáy đã khiến hơn chục ngôi nhà của các hộ dân ở hai xã Nguyên Xá và Trung An bị sập và tốc mái, hàng trăm hecta lúa và cây hoa màu vụ hè thu chưa kịp thu hoạch bị gãy đổ, ngập sâu trong nước, có nguy cơ mất trắng. Theo thông tin ban đầu, trận lốc xoáy đã làm ít nhất 4 người bị thương, trong đó có một người bị thương rất nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Ông Vũ Đức Hữu trú tại thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá cho hay, khoảng gần 6 giờ 30 sáng Cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện như một chiếc vòi rồng khổng lồ, với cục mây đen sì đã cuốn theo tất cả những gì trong vùng xoáy của nó, nhấc lên không trung rồi thả xuống. Một chiếc xe tải đang chạy trên đường đã bị vòi rồng cuốn văng xuống ruộng lúa, cơn lốc di chuyển thành một vệt từ dãy nhà mặt đường vào trong làng. Sau khi vòi rồng đi qua toàn bộ gần 600 m vuông mái tôn nhà xưởng của gia đình ông Hữu bị sập, tốc mái, nhiều đoạn bị cuốn văng ra cánh đồng đang cách đó khoảng 500 m mái tóc tường sập đã làm hàng chục bộ bàn ghế tủ kệ giường gỗ bày bán tại nhà xưởng của gia đình ông hữu dập nát hư hỏng ước tính tổng thiệt hại khoảng 200 đến 300 triệu đồng vợ ông hữu còn bị sức gió cuốn văng vào góc nhà và đập vào đồ đạc bị thương nhẹ ở chân theo ông hoàng văn khản chủ tịch ủy ban nhân dân xã nguyên xá thống kê ban đầu cho thấy một nhà dân bị sập chính ngôi nhà một xưởng sản xuất bị tốc mái với tổng diện tích khoảng trên 2.000 mét vuông nhiều mái tôn, mái ngói bị tóc, nhiều tài sản có giá trị như hàng hóa đồ gỗ, bàn ghế, giường tủ, thóc lúa, cây cối của bà con bị hư hỏng. Đặc biệt, lốc xoáy đã cuốn đồ đạc văng vào người, làm bốn người dân địa phương bị gãy chân, tay, trong đó có một người phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi nhận được tên báo về trận lốc xoáy, ngay trong sáng ngày 10 tháng 10, ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư đã đi kiểm tra chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả lốc xoáy tại địa bàn xã Nguyên Xá. Có cục trưởng mất trộm gần 400 triệu đồng từng bị doanh nghiệp chính quyền địa phương phản ánh. Ngày 29 tháng 9, công an tỉnh Long An thông tin chính thức vụ ông Nguyễn Xuân Quang, 42 tuổi, cục phó cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường bị mất trộm 385 triệu đồng tại khách sạn Thành Vinh 2, thuộc phường 2, thành phố Tân An, Long An, khi đi kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của 30 doanh nghiệp tại Long An. Ngày 20 tháng 9, ông Quang về Long An thuê khách sạn trên công tác. Sau 6 ngày kiểm tra được 10 doanh nghiệp, ông này báo mất trộm tại khách sạn với số tiền 385 triệu đồng. Khám nghiệm hiện trường chính xác phát hiện một số phong bì bị tháo ra và chưa tháo và một số tiền USD. Vụ việc đang được cơ quan công an khẳng trương làm rõ. Theo phản ánh của một số địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ông Quang quá quen thuộc bởi thường xuyên làm tổ trưởng tổ kiểm tra môi trường định kỳ năm 2014, tình hình thủy sản khó khăn, nhiều doanh nghiệp, công ty phải hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa. Tháng 5 năm 2014, ông Quang công bố quyết định tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp hoạt động thủy sản. Khoảng một tuần thực thi nhiệm vụ, nhiều doanh nghiệp phản ánh tác phong của ông Quang. Mỗi khi nghe đoàn thanh tra do ông Quang làm trưởng đoàn, doanh nghiệp hoảng sợ, nhiều doanh nghiệp phản nộ phản ánh đến hội chế biến và xuất khẩu thủy sản. Ngày 20 tháng 5 năm 2014, KCEP có công văn cầu cứu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Theo đó, đoàn kiểm tra do ông Quang làm trưởng đoàn chưa có kết luận chính thức, nhưng gây ra cho doanh nghiệp hoang mang. Chúng tôi nhận được thông tin từ doanh nghiệp phản ánh bị thanh tra hù dọa phạt nhiều tỷ đồng, vi phạm nhỏ lớn cố ý vô tình đều bị phạt. Đặc biệt, kết luận kiểm tra kết quả kiểm định chưa có, nhưng thanh tra khẳng định cho dù doanh nghiệp có đầu tư hệ thống nước thải vài chục tỷ đồng, nhưng kiểm 10 chỉ tiêu chỉ cần 1 đến 2 chỉ tiêu không đạt cũng sẽ bị phạt. Đây là thông tin, nhưng việc doanh nghiệp lo phản ánh là có, vì vậy sếp có văn bản cầu cứu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, một lãnh đạo ca sếp nhớ lại. Sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bùi Cách Tuyến, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ca Xép Cà Mau, tuy nhiên, ông Quang vẫn không bị xử lý mà tiếp tục đi kiểm tra nhiều địa phương khác. Dư luận đề nghị cần làm rõ nguồn gốc số tiền ông Quang mất trộm và chưa mất trộm để có căn cứ xử lý cán bộ kiểm tra thanh tra khi thực thi công vụ.